Ta sang tiếp bài số 2 của đề 4, tính tổng tự nhiên nhân dồn của một dãy số. Tử số nó tăng lên khá khá hay và mẫu số của nó là phẩy thì ngắn một cái biến là một phẩy thì nó sẽ là giống như một phẩy. Rồi, vậy thì ở đây ta sẽ nhận thấy là tử số nó tăng là dưới dạng là n nhân n cộng 1, mẫu số nó là n giai thừa. Vậy thì cái nhóm bài toán này thì ta lưu ý tổng F của nó là một phân số, nên nó là một số thực. Với số thực thì lấy độ chính xác thì ta có thể sử dụng kiểu double hoặc là kiểu float. Nào, bây giờ ta sẽ xây dựng thuật toán để làm bài toán này. Ở bài toán này thì ta có cái cách làm thứ nhất, ta sử dụng câu lệnh lặp với số lần lặp biết trước. Cách thứ hai, ta có thể mò ra sử dụng phương pháp quy nạp toán học để tìm công thức. Ta code và chạy và tự chứng minh test của mình là đúng, kết hợp với máy Casio để bấm bằng tay nhá. Rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ sang thuật toán để giải bài toán này. Vậy thì như hôm trước ta giải bài toán này thì ta sẽ làm gì Nhật Minh nhỉ? Thay n bằng 1 vào cái số hạng cuối cùng. Đấy. Thì thu được là cái giá trị là bên n bằng 1 thì nó sẽ là 1 nhân cho 2. Chia cho 2 ra chia 1 giai thừa. Và như vậy thì nó chính là số hạng đầu tiên đúng không? Nó chính là số hạng đầu tiên. Khi thay n bằng 1 vào số hạng cuối cùng mà thu được số hạng đầu tiên thì ta kết luận được hai thứ. Thứ nhất thì ta sẽ khởi tạo thằng S bằng 0. Và thứ hai là vòng lặp nó sẽ lặp lại n lần. Nó sẽ lặp lại n lần. Đó là khi ta thay S bằng 0 nhé. Vậy thì với cái nhận định như trên thì cái chỗ này người ta gọi là nhận xét. Nên khi với cái bài này thì như Nhật Minh cũng vừa nói là chúng ta sẽ thực hiện thay n bằng 1 vào số hạng cuối cùng. Và khi tính tổng ta thay y bởi cái thằng n này. Vậy thì bước 1 của bài toán ta sẽ thực hiện là nhập n. Và bước thứ 2 ta sẽ thực hiện khởi tạo thằng s bằng 0. Lý do ta biết khởi tạo s bằng 0 bởi vì khi ta thay n bằng 1 vào số hạng cuối cùng thì ta được ngay số hạng đầu tiên, phía trước nó không thừa thằng nào. Nếu thừa thằng nào thì ta sẽ khởi tạo S bằng chính thằng đấy. Rồi bước 3 thì ta sẽ thực hiện công việc là duyệt y, bởi vì khi thay n bằng 1 nó rơi vào số hạng cuối cùng nên đầu tiên nên ta kết luận luôn vòng lặp sẽ lặp lại n lần. Ta cho y chạy từ 1 đến n và thực hiện công việc. S của chúng ta sẽ tăng lên một lượng là bằng là y nhân y cộng 1 chia cho mẫu số. Các bạn lưu ý nhé, mẫu số của ta ban ở vòng lặp thứ nhất nó là 1 giai thừa, vòng lặp thứ hai nó là 2 giai thừa, vòng lặp thứ ba nó là 3 giai thừa. Nên mẫu số của nó ở vòng lặp sau thì mẫu số nó sẽ bằng là thằng y nhân với cái thằng mẫu số cũ. Đấy. Trong đó đây là mẫu số. Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy ta khởi tạo luôn khi tính tích, ta khởi tạo mẫu số bằng 1. Và ở bước này thì các bạn quan sát một cách rất kỹ như sau. Ta cho y chạy từ 1 đến n thì ta thấy rằng là tử số của thầy sẽ bằng là tử số chia cho mẫu số. Và sau đó, và mẫu số của thầy thì cứ sau mỗi vòng lặp thì mẫu số của thầy sẽ bằng mẫu số cũ nhân với y. Tại sao chỗ này mẫu số của nó lại bằng mẫu số nhân y vào? Đấy. Ở với vòng lặp y bằng 1 và thì nó cộng với 1 giai thừa, y bằng 2 cộng với 2 giai thừa, y bằng 3 cộng 3 giai thừa. Và ta nhận thấy rằng là cái thằng ở vòng lặp thứ 3 ấy thì ta có 3 giai thừa thì nó sẽ là bằng là 3 nhân 2 nhân 1 và nó sẽ bằng 3 nhân với 2 giai thừa. Đúng không? Và cái thằng 2 giai thừa này chính là cái thằng mẫu số cũ. Đấy, từ đó ta suy ra
được làm mẫu số ở vòng lặp bước thứ y sẽ bằng cái mẫu số cũ nhân với y. Đấy, bằng y nhân với mẫu số cũ. Đấy. Như vậy thì ta đây là cái cách tìm quy luật để ta đưa ra. Rồi ở cái biểu thức này ta tính viết như trên thì có gì sai không Minh? Đấy, mẫu số khởi tạo bằng 1 khi tính tích rồi, tổng khởi tạo bằng 0 rồi. Rồi bây giờ ta sang bước 4 là ta đưa S ra với độ chính xác 3 chữ số thập phân. Vậy thì chỗ này có vấn đề gì Nhật Minh? Thì hàm S đúng rồi, tử số và nhân với 1.0 để ép tử số thành kiểu số thực. Đi thi khi viết ta qua nhiều bài kiểm tra ta thấy hầu hết các bạn đều quên cái chỗ này. Chỉ cần set precision ra. Lưu ý biến S là kiểu số thực. Biến S kiểu thực trong Pascal ta có kiểu real, còn trong C cộng cộng ta sử dụng float hoặc double. Ta đọc là float hoặc là double. Đấy. Trong Pascal thì ta sử dụng INT64. Đấy. Như vậy ở cái bài số 4 này, như trên bài số 2 đề 4 này, các bạn đã nhận thấy rằng là ta có một cái kỹ năng rất hay, đó là cách tìm quy luật của mẫu số, quy luật của tử số, cách khởi tạo biến S ban đầu, và từ đó ta lưu ý thêm ép kiểu dữ liệu. Đó, mục tiêu của cái bài số 2 đề số 4 là như trên. Rồi, chắc các bạn cũng sẽ cài đặt thành công được cái bài toán này, đúng không? Khi chạy chương trình, các em nhớ tay chạy với nhiều bộ số khác nhau. Khi đi thi chạy như thế nào? Lấy máy tính Casio cầm tay. Đi thi các bạn được sử dụng máy tính Casio. Nên các em bấm công thức để các bạn mò ra xem giá trị có đúng không. Và mình bấm theo cái vòng lặp của mình để biết nó lặp bao nhiêu lần. Nhá. Và khi đó mình biết được code chương trình đã đúng chưa? Rồi để thầy thử xem trên server tại thời điểm này có bạn nào đã nộp chưa? Rồi có ông Quang Thắng không đã nộp về? Ủa bài này lại bị trùng tên à? Thế để thầy đổi tên bài khác. À, chỗ phía dưới chép bài chưa? Chép bài bài số 4 chưa? Bài 2 đề 4. Bài này có gặp khó khăn gì không? Rồi ok. Như vậy các bạn không gặp khó khăn thì các bạn nhớ xem like, share, comment kênh YouTube của thầy nhé, để xem được video bài giảng mới nhất. Rồi chúc các bạn thành công.